Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhạc Cụ Minh Phụng. Các bạn ơi, dịch đã quay trở lại rồi này. Thì hôm nay mình xin phép cho một trang nói chuyện với các bạn ạ. Mùa dịch thì các bạn làm gì nhỉ? Ở nhà chơi piano. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái đàn piano điện Nuss WK400 này như thế nào nhá. Ok, let's go. Rồi, khi mà mình mở cái đàn lên thì mình sẽ thấy được cái nút on off của đàn đây. Nút bật tắt cái đàn ha. Bấm vào thì dưới này sẽ sáng đỏ lên và trên này cũng đang chạy nè. Rồi khi lên thì mình sẽ thấy đây là nút volume, tăng giảm volume, cộng trừ ha, cộng trừ đó, giảm âm thanh, tăng âm thanh lên hết cỡ là được là 31. Rồi nút tiếp theo là nút beat, có nghĩa là metronome, nó sẽ đếm nhịp để cho mình tập theo giữ chắc nhịp. Tiếng beat này mình có thể chỉnh được cái beat của nó luôn, là nhịp 2, 4, 4, 4, 3, 4 hay là 6, 8 như được hết, bằng cách chỉnh theo các cái chức năng như này. Các bạn có thể thấy nhà sản xuất đã in ở trên này rồi. Mỗi tính năng sẽ được ẩn ở dưới phím của nó. Mình ví dụ ha, để chọn nhịp 3, 4 đi, là mình sẽ bấm vào số 3 này. Để bấm vào số 3 này thì mình sẽ bấm vào nút function, function đây. Thì bấm vào đây, thế đèn sẽ nhấp nháy xanh. Và rồi mình bấm vô số 3. Bấm vô số 3 này. Đó, trên màn hình sẽ hiện là số 3. Và mình tắt function đi. Rồi mình các bạn nghe thử beat này. Đó, nó là nhịp 3-4. Để đổi sang nhịp 4-4 cũng dễ thôi các bạn. Chỉ bấm vô nút function. Bấm vô nút function. Rồi, chọn số 4. Chọn số 4. Nó sẽ tự nhảy sang nhịp 4-4 này. Đó, ok ha. Và các nhịp khác cũng tương tự. Tắt đi. Rồi, nút bên cạnh nút beat này là nút sound. Sound này là tiếng mặc định của cái đàn grand piano. Khi bật lên là nó sẽ là tiếng mặc định. Để chỉnh sang các tiếng khác thì mình có thể dùng đây, hai nút này. Đây là lên nút là đó, tiếng số 1 này là tiếng khác. Rồi, tiếng số 2 này. Cái đàn này có tổng cộng là 127 tiếng khác nhau ha. Ok. Và khi mà giữ hai nút này đồng thời một lúc thì nó sẽ ra bản nhạc demo. Rồi để đổi bản demo thì các bạn bấm nút lên. Sẽ ra bản demo khác. Cái đàn này có tổng cộng là 51 bản demo khác nhau rồi. Rồi. Để tắt thì các bạn giữ hai nút này đồng thời một lúc lại là sẽ tắt bản demo. Nút play stop là dùng để phát hoặc là tắt một cái bản ghi âm. Và để ghi âm thì mình sẽ giữ cái nút play stop và function đồng thời một lúc. Mình sẽ giữ này. Đó, khi mà mình bấm ghi âm thì nó sẽ có cái tiếng metronome. Nếu các bạn không muốn nghe cái tiếng metronome này á thì các bạn có thể tắt nó đi. Bấm vô chữ beat để tắt cái chữ tắt cái tiếng metronome đi. Nhưng mà cái tiếng metronome này có thể giúp các bạn giữ được nhịp khi mà thu âm, nhưng mà khi mà phát ra âm thanh của các bạn thu thì nó sẽ không có cái tiếng metronome này đâu, các bạn yên tâm nha. Rồi bây giờ chỉ cần các bạn đánh thôi, khi mà đánh thì cái nút xanh nó sẽ tắt. Và để dừng bản ghi âm thì các bạn có thể bấm lại nút chữ play stop. Để nghe lại thì các bạn chỉ cần bấm lại thôi. Rồi tiếp theo các bạn có thể thấy dưới cái đàn này họ có in rất là nhiều cái chữ này. Đó, thì mỗi một cái chữ này họ sẽ tương ứng với một cái chức năng của một cái phím đàn ha. Để sử dụng những cái tính năng như này á thì mình phải ấn luôn nút function. Đây, nút function. Ví dụ, đầu tiên là mình chơi chế độ tớt này. Tớt, gồm có cái đàn này thì có 4 chế độ tớt khác nhau. Một cái đàn có giá chỉ 11 triệu mà nó đến 4 chế độ tớt khác nhau. Rồi, giờ mình sẽ thử từng chế độ tớt. Đầu tiên là off,
soft, stand và hard. Rồi mình sẽ bật chế độ off lên. Mình giữ nút bấm nút function. Khi mà function nhấp nháy thì mình sẽ bấm vô off này. Thì mình sẽ hiện chữ off. Rồi, tắt function này. Mình sẽ đánh này. Đó, mình có đánh nhẹ, đánh mạnh nó cũng vậy. Đánh mạnh này. Rồi, mình bật chế độ soft này. Function soft. Đó là sự khác nhau. Và stand hard cũng vậy. Nó sẽ tùy cái lực đánh của mình khác nhau, nó sẽ ra một mức âm thanh khác nhau. Ok. Tiếp theo là nút change bow. Change bow là dùng để tăng tông giảm tông. Ví dụ giờ mình đánh đô là sẽ như này. Và mình sẽ tăng tông lên nửa cung. Mình sẽ bấm nút function. Nhấp nháy function. Sau đó mình bấm vô change bow cộng. Nó sẽ lên nửa cung. Cho màn hình sẽ hiện thị 1. Bấm function lại. Sẽ lên được đô thăng. Ok. Lên bấm thêm lần nữa thì nó sẽ lên nốt tông rê. Đó, tương tự như vậy thôi, mình có thể lên hoặc là xuống giảm tông gì cũng được. Ok ha. Còn cái beat này là dùng để cho metronome nhịp lúc nãy mình có giới thiệu rồi. Cái tiếp theo là split voice. Split voice này có nghĩa là gì? Nghĩa là họ sẽ cái đàn này có thể chia đôi được bàn phím ra. Mình có thể chơi phía bên tay trái là tiếng khác và phía bên tay phải là phím tiếng khác. Ví dụ luôn ha. Bây giờ mình sẽ chọn tiếng piano, bây giờ là tiếng piano này. Rồi, mình sẽ chọn tay trái là tiếng piano và tay phải là tiếng khác đi ha. Thì mình sẽ bấm function. Sau đó bấm vô split voice on. Và mình tắt đi, rồi sau đó mình chọn tiếng. Chọn tiếng này là mình chọn tiếng cho tay phải nha các bạn. Đó, ví dụ mình chơi tiếng này ha. Đó, có nghĩa tay trái mình vẫn chơi piano. Và bên phải mình sẽ chơi tiếng organ. Đó là split voice. Và có nhiều bạn hỏi mình là làm sao để giảm được cái phần bên tay trái xuống hoặc là tăng phần bên tay trái lên. Có nghĩa là khi mà mặc định của nó sẽ chia 44 phím. 44 phím bên này là tiếng khác, 44 phím bên trên là tiếng khác. Thì nó sẽ có cái nút split point. Thì mình sẽ bấm một function. Đó, mình bấm split point. Thì trên màn hình nó sẽ hiện là 45. Có nghĩa là bắt đầu từ phím 45 trở đi là nó sẽ là tiếng khác. Vậy thì mình có thể chọn sang ví dụ giờ mình muốn cái tiếng bên tay trái nha. Phím bên tay trái ít bớt lại. Thì mình sẽ bấm xuống một cái phần nào đó. Đó, mình sẽ bấm đây. Nó sẽ đây màn hình là 37. Có nghĩa là từ phím 37 trở lên nó sẽ là tiếng khác. Này các bạn nghe thấy. Từ phím 37 trở lên là tiếng khác này, các bạn thấy không? Rồi, ok. Đó là split voice ha. Tiếp theo là nút dual. Dual voice có nghĩa là trộn tiếng. Ví dụ mình tắt cái đàn đi, bật lại nó sẽ về mặc định là tiếng piano. Bây giờ mình sẽ trộn tiếng piano và tiếng khác. Thì mình sẽ bấm nút function. Bấm vô dual voice on. Rồi giờ mình tắt function đi. Mình sẽ chọn một tiếng khác. Đó, bây giờ là sẽ là tiếng vừa piano vừa tiếng kèn. Bạn thấy không? Họ có thể trộn, cái đàn có thể được trộn tiếng lại với nhau, vừa hai tiếng, vừa tiếng piano vừa tiếng kèn luôn. Và tắt chức năng này đi thì mình bấm function.
nhấp máy lên và mình bấm vô dual voice off. Đây sẽ tắt đi. Đó, bây giờ trở lại bình thường rồi. Rồi, percussion có nghĩa là sẽ là một bộ tiếng trống hoặc là một số âm thanh khác. Ví dụ mình bấm vô function này, xong rồi bấm vô percussion on. Rồi đó, đây là tiếng này. Đó là các cái tiếng trống thôi. Tiếng trống và một số cái âm thanh khác. Rồi, off nó đi. Tiếp theo là reverb. Reverb này á là nó tăng, nó là hiệu ứng âm thanh để cho mình chơi nó có cảm xúc hơn. Ví dụ bây giờ là mình chơi tiếng piano mặc định này. Rồi, mình sẽ đánh này. Đây là chưa có reverb. Khi mà mình bật reverb lên này, bấm function và bấm reverb on, bấm lại, bạn sẽ thấy một cái độ vang âm thanh đó. Mình tắt lại nha, tắt reverb đi. Ok, nó sẽ không còn vang nữa. Khi bật lại on lên lại này, các bạn nghe rõ không? Đó là có reverb ha. Rồi tiếp theo là chorus. Chorus là một cái hiệu ứng âm thanh luôn, cũng là một hiệu ứng âm thanh. Ví dụ mình sẽ bật là đây là đang không có chorus này. Giờ mình sẽ bật chorus lên này. Function ăn on. Ok. Đó, các bạn nghe thấy sự khác biệt không? Thì đó là các tính năng của trên cái đàn này ha. Ngoài ra ở dưới cái đàn còn có ba cái pedal. Nhiều bạn hỏi là chức năng của từng cái pedal này là như thế nào. Thì đây mình sẽ chỉ cho các bạn. Cái pedal ngoài cùng bên phải này là dùng để ngân tiếng. Ví dụ khi mà mình không đạp pedal này, bấm thả ra này nó sẽ mất. Rồi khi mà mình đạp thì khi mà mình bấm nốt nó sẽ ngân ra cho mình. Rồi cái pedal ở giữa này có tính năng là gì? Cái pedal ở giữa này là nó sẽ giữ được cái những cái nốt ban đầu mà mình bấm. Ví dụ mình bấm hợp âm đô xong mình dậm xuống, nó sẽ giữ cái hợp âm đó cho mình và mình đánh các nốt khác nó không bị ngân. Nó chỉ ngân cái lần đầu mình bấm xuống thôi. Rồi cái pedal ngoài cùng bên trái là mô phỏng giống như là cái pedal ở trên piano cơ. Khi mà mình đạp xuống á, thì cái lá cờ nó sẽ có một cái lá cờ chặn cái búa đánh vào cái dây, nó giảm được âm thanh, làm cho âm nó sẽ giống kiểu bị tịt lại một xí. Khi mình đây là mình không đạp nè. Giờ mình sẽ đạp lại nè, cảm giác âm thanh nó sẽ bị bí, nó không được thoát ra ngoài hết á. Đó, giờ mình khi mình thả ra này, bạn thấy âm thanh nó sẽ sáng hơn không? Đó là sự khác biệt ha. Rồi, ok. Ngoài ra cái nút này còn có thể cắm được tai phone ha, cổng phone, và có thể cắm được ra ngoài sao card để thu âm thanh, giống như mình đang thu âm thanh trực tiếp bằng sao card, và âm thanh nó sẽ là sạch nhất và hay nhất. Vâng, vậy là mình đã hướng dẫn sơ bộ cách sử dụng cái này nút WK400 cho các bạn rồi ha. Vậy thì có cái điều gì thắc mắc, các bạn vui lòng comment ở phía bên dưới, mình sẽ làm clip hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho các bạn. Và nếu các bạn thấy video này có hay, hãy cho mình một like và một subscribe để mình có thể có nhiều động lực hơn, ra nhiều clip bổ ích hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.